Xin chào toàn thể anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em một con âm ly Atferan Nixon. Đây là một con âm ly mình ship tại eBay về. Nó sử dụng là mặt gương anh em ạ. Nó có chỉnh chép này, chỉnh bát này, ba lăng này, chọn cổng vào này và volume này. Con này là mặt gương mình tuyển eBay về là rất đẹp anh em nhé. Nó chơi trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Nó chạy 4 con sò sắt RCA anh em ạ. Xuất âm tụ, một tụ lọc nguồn, một nguồn và hai tụ xuất âm. Mình bao cho anh em tất cả là nguyên zin nguyên bản nhé. Rất đẹp luôn, hàng eBay về, còn cả catalog. Hôm nay mình sẽ kết hợp với nó là một con một đôi loa toàn giải của Techna. Con này nó sử dụng một cấu hình là một con bát toàn giải anh em nhé. Màng giấy, gân vải, thùng là thùng gỗ si màu vàng. Nó về là còn một cả một cặp dây loa này anh em này, một cặp dây loa dài 1m4. Đây này anh em này, bên này một cái bát Techna rất đẹp luôn đấy nha anh em nhé. Và bên này nữa đấy. Cặp loa này thì nghe nhạc vàng bolero hòa tấu thì rất hay anh em ạ. Nó anh em mà có căn phòng khoảng 20-25m2 là nó phủ đầy luôn nhé. Giá của cặp loa này là mình đang bán 6,5 triệu. Con âm ly đẹp xuất sắc này là mình đang bán 8,8 triệu anh em nhé. Và mình kết hợp với nó là một con CD. Hôm nay mình bán CD thì mình test CD cho anh em. Còn bình thường là mình toàn test máy tính thôi. Đây là một con CD có model là 1650AZ. Con này chạy biến thế đôi, gọi là nguồn đôi đấy anh em ạ. Máy móc đẹp xuất sắc luôn. Bây giờ mình sẽ test cho anh em nghe thử một đoạn. Con này mắt đọc không kén đĩa anh em nhé. Đây mình đang test cái đĩa chép 30, cái đĩa 30.000 của ca sĩ Lâm Nhật Tiến anh em nhé. Để anh em xem cái bộ phối ghép này nó như thế nào. Anh em yêu bất cứ mẫu sản phẩm nào thì alo cho mình nhé. Mình xin báo giá này. Con âm ly Atferan Nixon hàng eBay về đẹp xuất sắc mặt gương nhé anh em nhé. Là 8,8 triệu. Con đầu CD này là 8,5 triệu. Và đôi loa này là 6,5 triệu. Anh em yêu bất cứ một sản phẩm nào thì alo cho mình. Con đầu CD này là nó vẫn còn đi cả catalog và khiển này anh em này. Đấy. Con đầu CD của 1650AZ. Và cái con Atferan Nixon này thì nó còn cả sách catalog anh em nhé. Thì anh em biết là nó độ đẹp của nó như nào rồi. Bây giờ mời anh em thưởng thức một đoạn trên bộ phối ghép của mình. Anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin nút đăng ký kênh để cập nhật cái sản phẩm mình đang bán anh em nhé. Giữa hai mùa mưa nắng, chắc em đã quên những chuỗi ngày thơ ngây, ngồi quán cốc bên hàng cây. Giữa hai mùa mưa nắng, anh ngồi đứng tháng ngày qua, nhớ ly cà phê đã đậm màu chia ly. Ở bên nhau giờ này chắc bụi đầy đường đi, anh vẫn muốn là hạt bụi được theo em về. Đừng thầm nghe em giữ lại một chút anh trên người. Đừng thầm nghe em giữ lại một chút anh trên thân thể. Giữa hai mùa mưa nắng, em còn nhớ gì không? Giữa hai mùa nắng mưa, anh vẫn chờ mong. Thank you.
Rồi anh em vừa được nghe mình test tha qua thử một cái chất âm của bộ loa này. Anh em yêu bất cứ một sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp đến mình nhá. Mình xin báo giá lại này. Con Omni Wattfedan Nitton hàng ship eBay về phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Giá mình đang bán là 8,8 triệu. Cặp loa toàn giải Techna mình đang bán là 6,5 triệu. Đầu CD 1650AZ có khiển zin còn Catalo mua về từ Nhật. Mình đang bán là 8,5 triệu. Anh em yêu sản phẩm nào thì kết nối với mình, đến với kênh của mình cho mình xin một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.